Xin chào các bạn. Hôm nay là mình sẽ review cái dòng máy. Thì dòng máy cái này là dòng máy là Dell Latitude TX3 ha. Đó, XT3. Dell Latitude XT3. Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy nè. Dòng Dell Latitude XT3 thì được trang bị với CPU là Core i5 thế hệ 2 2520. Dòng M thì đối với dòng này là gọi là CPU có thể là nhất rồi luôn. Thì phía CPU chúng ta nhìn thấy ở đây các bạn nhìn thấy nè, CPU là CPU RAM giống như thế này nè. Đó, chúng ta có thể nhấc lên. Thì chúng ta có thể là nâng cấp lên Core i5 thì chúng ta có thể nâng cấp lên Core i7. Đó. Trên đây vẫn được i7 thế hệ thứ 2. Và RAM được trang bị là RAM là 4GB. RAM trang bị là 4GB ha. Đó. RAM trang bị đang là 4GB. Thì ở đây chúng ta có thể nâng cấp lên được là tối đa là 16GB. Nhưng mà lời khuyên thì chúng ta có thể là xài 4GB hoặc là 8GB được rồi. Không nên quá nhiều. Và ổ cứng ở đây á được trang bị là đang là ổ cứng là HDD 250GB. HDD 250GB. Thì đối với dòng này á thì chúng ta nhìn thấy gọi là dòng Latitude thì gọi là tương đối là bền. Nhưng mà nó có sẽ có một cái đặc điểm thú vị, khá thú vị. Có nghĩa là dòng máy giá tiền gọi là tương đối là rẻ nhưng mà có cái được cái là xoay màn hình nè. Chúng ta nhìn thấy không? Thì đối với dòng máy này có thể chúng ta xoay được 360 độ. Đó. Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là sao? Tiện lợi ở đây là chúng ta có thể là ngồi chúng ta đọc báo hoặc là chúng ta có thể là chia sẻ về kiến thức rồi chúng ta có thể là xoay làm việc với nhau được. Đó. Qua nhiều góc cạnh khác nhau. Có thể có xoay trước, xoay sau 360 độ. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy đây. Khá tiện lợi đúng không? Đó, tiện lợi là cái ưu điểm của nó là như thế. Và tiếp tục đây, chúng ta nhìn thấy nè. Về ngoài chức năng là xoay ra như thế này rồi. Xoay gập xuống 360 độ như thế này rồi. Đúng không? Đó, thì chúng ta nhìn thấy nè. Đối dòng máy Dell này nè. Nó được thêm một cái nữa là sao? Nó có thêm cái viết. Đó, và viết đây gọi là viết cảm ứng. Viết cảm ứng. Thấy không? Và cái cảm ứng thì chúng ta sẽ thấy nè, chúng ta có thể xem được cái gì đây, đây là lướt chụp phải chụp trái nè. Đó. Thì các bạn sẽ nhìn thấy nè, ở đây là tắt đi nè, hạ xuống nè, tắt đi nè, và chúng ta có thể lướt lên nè, đó, property lên, dòng máy Dell, thì Dell ở đây chúng ta nhìn thấy đây, chúng ta có thể xem được độ phân giải màn hình nè, đó, thấy chưa? Thì độ phân giải màn hình đang là được trang bị là 1366x768, gọi là chuẩn HD ha. Chuẩn HD. Rồi, chúng ta nhìn thấy ở đây. Đối với dòng máy này á, thì được cái là màn hình chống chói. Khi chúng ta nhìn vô là hình ảnh rất là trung thực, rất là sắc và là nét. Nên khi chúng ta có thể là xem trên đây á, nhìn thấy rất là nét trên đây rồi. Đó. Thì đây. Chúng ta xem đây. Đó, hình ảnh rất là chất sắc nét ha. Ngoài ra cảm ứng tay thì chúng ta có thể thử được không ha? Thì đây vẫn được ha các bạn. Các bạn có thể xài trên cảm ứng tay được hoặc là cảm ứng trên cây viết đều được hết. Wi-Fi có Wi-Fi, pin báo trên pin, thời lượng pin. Đó, thì đây đang xài được là có thể xài được trên hai cái pin. Pin thứ nhất là pin ở trên đây. Pin thứ hai là có thể nằm ở trên cái này, nó có thêm cái đốc nữa. Thì chúng ta có thể xài thêm được. Và cảm biến vân tay. Vân tay thì xài được hay không thì mình thấy chức năng này đang có đó, nhưng mà mình không dám chắc là xài được hay không. Nhưng mà còn về volume nè, nói chức năng nè, đó, tắt nè, tăng nè, nhỏ nè, tắt nè, màu đỏ nè, đều được hết. Đó, rồi Wi-Fi, báo Wi-Fi. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy nè, chức năng như xoay màn hình nè, xoay màn hình khi chúng ta gặp như này nè, chúng ta có thể là xoay như này nó đứng lên nè, xoay nè, đều được, có thể được, chứ là cài driver vô mới xài được ha. Rồi. Thì đối với dòng này á gọi là dòng tương đối là giá rẻ nhưng mà nó sẽ cũng có một cái đầy đủ về những chi tiết. Thí dụ chúng ta nhìn thấy về camera cũng có luôn. Camera được cũng được trang bị trên đây. Đó, camera ha. Rồi, các bạn nhìn thấy đây, mình sẽ xoay ngược lại đây cho các bạn xem. Bàn phím gọi là bàn phím LED. Đó. Thì đây mình để màn hình là xéo này, chúng ta thấy dễ dàng hình dung nè. Và bàn phím LED. Đó. Thì đây mình sẽ tắt cái thử tắt cái bóng đèn đi. Và chúng ta xem coi là cái ánh sáng của phim LED này sẽ như thế nào. À đây.
phím led đây các bạn nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 4 nấc. Thì 4 nấc như thế này. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ bật đèn lên. Thì có cái phím led này á, nó thuận lợi cho chúng ta là có thể chúng ta làm việc được ban đêm. Ban đêm thì các bạn có thể là ngồi đánh máy, gõ chữ. Thì đối với dòng máy là CPU là dòng M, được mang chip Core i5 thế hệ thứ 2. Thì cũng khi chúng ta xài cái dòng máy này thì cũng gọi là xài văn phòng thì coi như là tương đối là ổn. Thì chi phí nó khoảng chừng là dưới 3 triệu hoặc là trên 3 triệu là có cái dòng máy như thế này chúng ta xài được rồi. Đó, trên dưới 3 triệu. Đây, cái viết của Dell đây. Chúng ta nhìn thấy không? Thì đây là mang cái logo Dell rất là dễ thương. Đó. Đó. Rồi, phía bây giờ mình sẽ review cái xung quanh cho các bạn xem. Đó, cái màn hình thì có vẻ nó cũng chúng ta nhìn thấy coi. Dòng thế hệ 2 mà thì tương đối là nó bình thường là dày rồi, dày cho phép. Có không phải ảnh hưởng gì lắm. Đó. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy là về bên hông nè. Đây. Bên hông đây là mình sẽ review lại cho các bạn xem nè. Ở đây sẽ có về như là có hai cổng USB. Đó, phía bên tay phải của mình sẽ có hai cổng USB và công tắc của Wi-Fi. Đây công tắc Wi-Fi nha. Đó, thì sau này các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nè, chúng ta muốn xài Wi-Fi chúng ta gạt qua. Còn không muốn xài chúng ta tắt đi. Đó, tránh trường hợp là để bật Wi-Fi lãng phí. Rồi, đây là nút khóa. Đây là cổng cắm sạc. Cắm sạc ha. Rồi sau đáy đây. Sau gáy nè các bạn sẽ nhìn thấy nè. À, ở đây sẽ có cổng là gọi là cổng HDMI. Thấy không? HDMI, cổng VGA. Cổng VGA, cổng LAN. Đó, vừa xài Wi-Fi, vừa xài dây mạng không dây. Rồi, tiếp tục bên hông. Bên hông thì các bạn nhìn thấy đây. Đây là cái chỗ nè, gắn cái viết nè. Thấy không? Gắn cái viết. Đó, nó có độ lẫy nè. Thấy độ lẫy không? Đó, độ lẫy. Nhấn vô. Đó, đó là về cái cây viết. Và tiếp tục đây là cổng USB, cổng 1394. Audio. Audio ha. Và thêm nữa các bạn sẽ nhìn thấy đây. Ở trên đây á. Chúng ta nhìn thấy nè. Đối dòng máy Dell này này. Dell là Dell của dòng XT3. Thì đối dòng này chúng ta nhìn thấy là nó được đặc điểm là xoay màn hình. Khi chúng ta thao tác, chúng ta làm việc rất là dễ dàng. Chúng ta muốn có thể là cùng nhau chúng ta chia sẻ về mạng hay là chúng ta học bài đi, chúng ta chia sẻ những người kế bên, học anh văn rất là tiện lợi. Đó, ví dụ bạn này bên này có thể nhìn thấy được, muốn xoay được quay qua đây có thể nhìn thấy được, thậm chí các bạn có thể nhìn thấy đằng sau được, và thậm chí đằng trước cũng được, và thậm chí chúng ta có thể biến nó thành một cái iPad vẫn được. Đó, hết sức là thông dụng. Đó, nhìn thấy là máy này thì dòng Latitude thì các bạn nhìn thấy rồi, mình thao tác thì như thế này, nhưng mà thực chất nó là sao, nó rất là cứng cáp, rất là chắc chắn, rất là bài bản. Đó, thì bàn phím đây cũng gọi là tương đối là dễ. Những dòng này á, cái dòng phổ thông thì khi mà chúng ta thay thế thiết bị trên đây dễ dàng lắm, cực kỳ dễ dàng. Ví dụ bàn phím này đây, chúng ta thay chỉ trong vòng chừng 3 phút đến 5 phút là xong, hết sức đơn giản ha. Thì đây là mình sẽ tắt cái máy đi. Đó, dùng cảm ứng nè, tắt nè, tắt đi ha. Thì đây là máy là mình sẽ xuất đao đi. Đó. Và tiếp tục nữa các bạn xin thấy ở đây. Đó. Để tiết kiệm thời gian thì mình sẽ rút dây nguồn ra ha. Và lúc mình gặp lại. Trên đây thì các bạn xin thấy nè. À, dòng máy Dell. Dell là tiêu tốt ở đây á. Có nghĩa là sao? Chúng ta view ở trong, coi ở trong có những gì. Thì trước tiên ở đây là mình sẽ view về pin. Pin. Cục pin đây là gọi là cell của nó là đang là 44. Đó. Và cell nó là cell dẹp ha. Thì đối dòng này thì nó cũng gọi là tương đối thôi, tầm trung. Đó. Đó, cục pin đây các bạn chỉ nhìn thấy đây. Mình view lên cho các bạn xem. Chúng ta nhìn thấy được. Rồi, phía bên trong. Bên trong thì nếu như các bạn muốn tháo ra, các bạn muốn nâng cấp RAM, nâng cấp ổ cứng hay nâng cấp về CPU, chúng ta chỉ cần làm lấy một cái tô vít và chúng ta tháo ra hai con góc ra thôi là tháo ra được rồi. Thì đây. Các bạn xem đây là mình sẽ tháo hai góc rồi, đúng hai góc, một góc. Và là hai góc. Thì đây là dòng máy của Dell Latitude thì nó cũng tương đối là dễ, không có gì khó hết. Thấy chưa? Tháo ra. Rồi, bây giờ về tiếp tục trên đây. Ở đây các bạn chỉ nhìn thấy nè. Đây, mình sẽ view lên lại gần lại cho các bạn xem. Đây. Thì dòng máy đây chúng ta nhìn thấy là sẽ có hai khe RAM. Hai khe RAM ha, hai khe cắm RAM. Các bạn muốn nâng cấp ra, các bạn muốn tháo ra
thì cũng dễ dàng thôi, cũng không có khó, cực kỳ dễ ha. Dễ là như nào? Đây mình zoom lại, mời chúng ta xem ha. Zoom lại à, thì trong đây các bạn sẽ nhìn thấy nè, à, nó sẽ có vị trí về gắn RAM nè, thấy không? Vị trí gắn về đây là ổ cứng, và ổ cứng này gọi là ổ cứng chuẩn 2.5. Chúng ta có thể tùy theo chúng ta, tùy cơ ứng biến, chúng ta có thể nâng cấp SSD cho nó phù hợp. À, có khi là nó vài trăm ngàn thôi trên một ổ cứng. Thì ổ cứng SSD thì chúng ta nhìn thấy nó cũng có thể là, bây giờ nè, nâng cấp đây là ổ cứng của SSD, đây là 120GB, đúng không? 120GB đều được hết, hoặc là ổ cứng bao nhiêu cũng khoảng hơn triệu thôi. Đó, SSD của Western thì 500GB đi. Đó, tương đối là cũng khoảng hơn triệu rồi. Chi phí không có cao. Được chưa? Thì đây là cái ổ cứng chuẩn 2.5, các bạn có thể gắn vào trên đây. Ha. Tháo ốc này ra, tháo ốc này ra, nhấc ra và chúng ta gắn vào. Hết sức đơn giản thôi. Đó là về cách về nâng cấp về ổ cứng. Còn RAM, RAM thì các bạn nhìn thấy đây, nó có hai khe. Cho phép tối đa chúng ta có thể gắn được là nhiêu? Thanh này 8GB, đây 8GB. Là tối đa được 16GB. Nhưng mà lời khuyên chân thành thì nếu chúng ta dòng máy như này, chúng ta có thể gắn được là một cái RAM thì nó khoảng chừng 4GB. Mỗi khe 4GB được rồi. Thì đây hiện tại mình đang để là RAM 4GB trên máy. Thì do dòng máy giá rẻ mà, thì nâng cấp cho nó dễ dàng thôi, không có gì khó hết. Còn CPU, CPU các bạn có thể tháo 1, 2, 3, 4 4 góc ra chúng ta, và tháo thêm 4 góc ra, 2 góc đây, chúng ta nhấc fan lên. Đây là gắn tháo được CPU, vị trí gắn về CPU, và đây là vị trí về Wi-Fi. Wi-Fi đây chúng ta nhìn thấy ha. Đó, CPU. Đó, CPU đây. Và đây là RAM. RAM. Và đây là cái ổ cứng. Đó. Và đây là vị trí gắn về pin. Được chưa? Còn đây là vị trí gắn về cái dock, dock gắn rời ở ngoài. Đó. Thì có thể chúng ta nhìn thấy một cái máy, dòng máy thông dụng đơn giản như này, chúng ta có thể gắn được, nâng cấp được RAM, nâng cấp được CPU, nâng cấp được ổ cứng. Đó, trên đây đều được hết. Thì đối với dòng máy mà dòng máy vừa có cảm ứng và vừa có gì đây, vừa có được cái màn hình chống chói nè, cảm ứng nè, đó, dùng một cây viết nè, đó, thì đối dòng này thì các bạn nhìn thấy rồi, dòng máy khá là rẻ, nó khoảng chừng hơn 3 triệu một cái máy à, nhưng mà nó quá nhiều tính năng đúng không? Nếu như chúng ta xài về văn phòng thì rất là good, rất là ok, tại vì nếu ứng dụng về văn phòng thì thực sự các bạn nhìn thấy sao? Chúng ta chỉ cần là nâng cấp về ổ cứng SSD thôi là chạy ngon rồi. Ổ cứng SSD thôi, RAM từ 4GB đến 8GB là chạy mượt mà. Còn về nếu như chúng ta xài về như là đồ họa hạng nặng thì đối dòng này thì các bạn sẽ nhìn thấy rồi, không nên, phải có những cái dòng nào về chuyên về đồ họa thì nó có card rời á, chạy nó sẽ sướng hơn. Đó, thì đối dòng này khi chúng ta khi xài trong quá trình hư thì chúng ta sửa nó cũng dễ dàng, cũng không có gì khó hết. Thấy chưa? Đó, ví dụ đây nguồn đây, mình có thể cắm nguồn đây. Thấy chưa? Rồi, tiếp tục bây giờ mình muốn mở nguồn lên, mình nhấn nút nguồn lên. Đó. Thì đây là một cái dòng máy Dell Latitude. Dell Latitude XT3 ha. XT3. Rồi, thì đây là một cái mình sẽ view một cái dòng máy đơn thông dụng nha. Chúng ta xem thôi. Đó. Chúng ta có thể lật ngược lên, chúng ta có thể xoay qua. Đều được hết. Rồi. Thì đây là quá trình view của mình đã thành công. Đã xong ha. Thì cảm ơn các bạn nè, rất nhiều ạ. Cảm ơn các bạn quan tâm và chia sẻ. Rồi cái dòng máy này thì hiện tại chúng ta nhìn thấy coi, giá tiền nó khoảng chừng trên dưới 3 triệu, có khi dưới 3 triệu, có khi trên 3 triệu, tùy theo nó có cảm ứng hay là không cảm ứng thôi. Rồi thì đây là một dòng máy phổ thông, dòng máy cơ bản, dòng máy gọi là dùng để ứng dụng về văn phòng, chúng ta xài tương đối là được, phù hợp. Kích thước màn hình cũng nhỏ, gọn, cũng không đến nỗi gọi là khá nặng. Đó. Vừa đủ thôi. Rồi. Xin chân thành cảm ơn các bạn ạ. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ạ. Hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo. Thì đây là mình sẽ view những clip nhiều hơn nữa để chúng ta nhìn thấy được có những cái mã máy. Chúng ta xem. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.